Xin được mời kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn đây là hai mẫu dây tín hiệu đến từ Đức với âm thanh cực kỳ là tinh tế, ngọt ngào và ấm áp. Một là mẫu dây RCA của hãng Monitor và thứ hai là dây RCA của hãng WBT. Đặc biệt ngày hôm nay bên em về được bản đầu jack WBT xịn cho các bác và anh em xem. Bình thường thì em hay DIY đầu jack carbon, thế nhưng mà hôm nay thì về được cái bản đầu jack RCA của WBT và em cũng xin phép quay chi tiết để các anh em cùng chiêm ngưỡng đầu jack WBT này. Ở giữa nó có lỗ này và bản này thì sẽ đắt gấp rưỡi so với bản đầu jack WBT thông thường, nên là bản này anh em thấy rằng là trên thị trường rất ít khi anh em bắt gặp. Thấy chưa? Cưa bên đi đó, cực kỳ đẹp. Một bộ là dây cả rắc như các anh em nhìn như này rất là đẹp. Và bộ thứ hai các anh em thấy đây, dây cũng rất là mềm với cái bản màu xanh, dây của Monitor. Đặc biệt là dây này sử dụng công nghệ hạt đồng BCOCC. BCOCC. Dây của nó đều rất là mềm. Bản dây Monitor này có hai bản đầu jack, một là bản đầu jack carbon như này, bản thứ hai là đầu jack của Mỹ. Đấy, thì các anh em cùng thích bản nào cũng được. Ngoài dây AV ra thì các anh em có thể đặt những bản dây ba lăng. Dây ba lăng được cái như này. Và bản thứ hai cũng rất phổ biến là ca lông cái da AV. Ở đây em đã chuẩn bị cho các anh em xem hai cái phôi dây của hai mẫu dây này. Một là dây của WBT, WBT AutoCAD 3 số 8 made in Germany. Và bản này thì anh em thấy cái màu trắng sữa bên ngoài. Cái phần vỏ của nó sẽ có hai lớp vỏ nhé, nếu như tách ra sẽ có hai lớp. Đấy, và đến sau đó mới đến cái lớp giấy, cái lớp lưới chống nhiễu bằng đồng cực kỳ là đẹp. Và sau đó là lớp giấy ở ở bên trong nữa, và tiếp đến là sợi vải dù như này. Và bên trong là hai loại dẫn với sợi đồng cực kỳ là mịn. Các bạn em thấy. Nên là cái thằng này thì sẽ cho cái tiếng trầm của nó rất là sâu và lực. Các bác anh em muốn là cải thiện tiếng bass có thể là tham khảo dòng dây này. Bass rất hay. Hoặc là có anh em những bộ dàn mà tiếng trung âm của nó hơi bị chói, hơi bị thô, thì hoàn toàn có anh em và anh em có thể sử dụng bản dây này. Trung âm của nó rất ngọt ngào, rất ấm áp. Đấy là một cái ưu điểm của dòng dây này nhé. Và mẫu thứ hai là dây của thằng này Monitor, như các anh em nhìn ở đây, sử dụng công nghệ hạt đồng BCOCC. Đồng OFC là đồng không oxy đã cao cấp rồi, còn đồng OCC còn cao cấp hơn rất là nhiều. Các anh em nhìn cho. Và ngoài cái kết cấu như là lớp lưới chống nhiễu rất là dày, đây đồng OCC các anh em nhìn, lớp giấy này, và bên trong của nó hai lõi thì là kết cấu khác một chút. Trong cái mỗi một lõi này, cái kết cấu dây của nó có tới 3 loại tiết diện dây. Một là cái sợi đồng nhỏ li ti nó bện xung quanh. Đấy. Và bên trong của nó sẽ là một cái lõi là gồm hai kiểu, anh em nhìn nhá. Sợi thứ hai là sợi to này, các anh em cũng dễ nhìn chưa? Quý vị cùng nhìn nhá. Một là cái sợi nhỏ li ti là nó sẽ bao bọc xung quanh, và bên trong này là một cái sợi cứng to nhất ở đây, và sợi to thứ hai nó sẽ bao quanh sang quanh cái lõi này. Đấy. Chính vì cái kết cấu như này nên âm thanh ba giải của nó rất là rõ rệt, bát trung chép và tiếng bát lực sâu, nhưng mà ngoài ra nó không bị tối tiếng.
nó đỡ bị tối tiếng đi các bạn em nhé. Nhạc cụ nó vẫn nổi rất là rõ. Đây là cái ưu điểm dòng dây monitor. Xin phép báo giá luôn cho các bạn nghe, một bộ LC WBT, đầu jack WBT luôn. Như các bạn em thấy ở đây, có giá là 650.000 đồng các bác và anh em nhé, miễn phí giao hàng toàn quốc. Chợ. Và JAV của monitor, bản này có giá là 1.1 triệu. Có hai bản đầu jack, một là đầu jack của Mỹ, hai đầu jack carbon như này, các bạn anh em hoàn toàn có thể lựa chọn yêu thích bản nào, 1.100.000 đồng. Còn ngoài ra những bản này đều có dây 35, nếu như anh em cần ở dây 35 hai đầu được cái như này thì sẽ giá cao hơn 150.000 đồng. Ví dụ bản này 650 thì dây 35 của nó sẽ là 800.000 đồng miễn phí giao hàng. Còn dây 35 của monitor sẽ có giá là 1.250.000 đồng miễn phí giao hàng, bao test sử dụng trong vòng 1 tuần. Các anh em trải nghiệm không ưng, không hợp với bộ dàn của mình thì gửi lại, bên em sẽ hoàn lại tiền 100% cho các bác và anh em. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video tiếp theo.